Hai. Chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mùi Giò. Bình luận viên Tào Lao, Trần Đào, Trần Hoàng, Đại Lâm, Balo, Tali. Đây là cặp đấu rất khó lường. Đứng trước màn ông kính của Lâm là tem của Thiên Tân. Đứng sự kiện của đằng Mèo Quy Nhóc, Phạm Khôi, Phạm Thành và Lý Quốc cùng chương 2004-05. Còn bên kia là tem của Phong Tân Hiệp với sự xuất hiện của Đông Sang 2000, Tiên Đèn, Tân Mãi, Hoài Hận. Đây là sân của Lam Trân Bàn và Bùi Thanh Tâm. Không không. Tân Mãi, Tiên Đèn, Trung Lương, bên phía gần mặt nắng quý vị khán giả chính là Phong Tân, Thiên Tân, Ngọt, Đăng Méo, Phạm Khôi, Quy Nhóc, Phạm Thanh và Trương. Và kết thúc tốt của Đồng Sang. Một không Trung Lương Phong Phong. Alo. 3. Lại là Trung Lương Quy Nhóc giờ rồi, bóng có một không được tốt vậy rồi. Bóng ngoài. Lô. Số bây giờ là 1-2. Hả? 1-2. Ha. Một pha chém được đi quá hay của Hoài Hận. 3-1. Sáng này lấy 3 triệu đi với hảo đóng thì 3-1. Đi lúc đi sáng thì nhớ bảo đi. Rất có chịu của Trung Lương Phan còn rất cao các bạn ơi. Pha phòng thủ tốt của Hoài Hận, đáng tiếc cho Trung Lương không kịp pha bóng gì rồi. Quá cao. Pha đầy quy lực của Phạm Thanh. Phạm Thanh 2000 Cẩm Mỹ Đồng Nai, hiện tại là bãi biển bao cát Tân Bình. Hai ba. Bốn hai. Một pha kết thúc cửa phần may mắn của Đông Sang 2000. Một pha đánh bóng ra ngoài của Phạm Thanh. Năm hai. Kèo này không bên nào dám chơi bên nào luôn. Trung Lương lại phá bóng ra ngoài. 3-5. Một pha chuyền hai quá khó cho Phạm Thanh vừa rồi của Quý Nhóc. 6-3. Bài loạn xạ. 4-6. Chúng tôi dằn, chúng tôi dằn mất cái máy quay phim luôn. Pha phòng thủ tốt của Phạm Khôi, lại là chuyền hai không được tốt nữa rồi. Có vẻ như một ngày không đẹp trời, các anh em bãi biển chuyền hai hỏng liên tục. 7-4.
có ý đồ của Trung Lương. Và đây quý là cô quý dốc biết số 2 của mình chưa rồi. 57. Một pha xử lý hay của Hoài Hận vừa rồi trước Phạm Thanh. 8-5. Nhân mấy anh em ở biển này sao sao đó. Thấy cái xì xì sao. Trời mới rôn ngon quá trời. Quy Nhóc. Quy Nhóc lại đánh bóng ra ngoài nữa rồi. Thật sự vào mùa mưa bão nha các bạn, phong độ các anh em thất thường theo mùa mưa bão. 9-5. Quá cao của Phạm Thanh. Một pha kết thúc đầy quy lực của Phạm Thanh bị số 4 của mình. 6-9. Một pha quá ăn ý giữa Chiền Hai và Tấn Mãi vậy rồi. 16. Hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa, thời tiết rất mát cho ngày hôm nay. Thời tiết như thế này đây tới chiều sẽ rất rất tuyệt vời. Một pha kết thúc quá gọn đẹp của đằng Méo vậy rồi. 7-10. Kèo giờ này chấp một trái banh, hai trái biết sao, đang nằm. À. 80. Cơ hội cho Đăng Mèo. Một pha cổ tài quá hay của Đăng Mèo vậy rồi. 90. Không có tình trắng ngoài á, tình trắng ngoài á, tình trắng ngoài cái tụi cái học nó có đó, tụi nó lấy tiền với hàng, nó quấn trận đầu, đang hội ý. Gán này, gán này, gán này. 90. Quá hay cho Phạm Coi vậy rồi. 10 đều. Một pha lọt trắng vừa rồi giữa Đăng Mèo và Quý Dốc. 11-10. Một pha đầy quy lực của Phạm Thanh. 11 đều. Vẫn còn cho Hoài Hận làm gì đây.
Quá hay. Tiếp tục. Đông Sang. Một pha chạm bóng quá hay của Nguyễn Dốc và Đặng Mèo. 12-11. Thật sự trận đấu quá khó lường. Sau khi Tam Phong Tân Hiệp gác ba bóng quả thì tại bây giờ Tam Thiên Tân đã gác ngược trở lại rồi. 12 đều. Thật sự quá khó lường. Đằng Mèo kết thúc tốt của bóng rồi chạm trắng của Hoài Hận bay ra ngoài. Mười bốn mười hai. Thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra với Tam Phong Tân Hiệp. 14-12. Thiên Tân. 15-12. Thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra. 15-12. Xin mời các bạn xem tiếp. Xem tiếp tục của cặp đấu này. Thật sự cặp đấu rất khó lường. Các bạn thay nhớ xe và le và xe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.